Thôi mến chào các bạn, nay mình quay mấy con vài con này cho các bạn xem thử ha. Thì đây là có một con cắt cỏ chụp bông, con này thì giá chỉ có mười mấy triệu thôi các bạn. Hàng rất là hệ ha, Kuta OHV nè. Không phải OHV, không có OHV, Kuta thôi. Động cơ này Kuta, xài động cơ Kuta 280. 20 con này con này 9-10 ngựa, 10 ngựa. Chục bâm nè. Đó. Chục bâm thì có dọn lên rồi ha. S75 cái này bề ngang nó 7 tấc rưỡi. 75 phân á. Đó, chục bâm nè, bâm chuẩn luôn á. Rồi. BX70. Rồi. Tiếp theo là một con máy ủi ha, KD1 nè. Đây. KD1 máy dầu. Con này thì giá cũng rất là rẻ các bạn. Con này thì giá cũng rất rẻ. Con này dưới 30 triệu ha các bạn nha. Sử dụng máy ủi nè. Máy ủi sử dụng động cơ Kubota 7,5 HP nè. Kubota RA85. 8 ngựa rưỡi, 7,5 ngựa, đúng luôn, chính xác, động cơ rin của nó luôn ha, rin theo hãng luôn á, 7,5 đến 8,5 ngựa, đúng rồi, đây, đúng luôn, rin theo chính hãng của nó luôn ha, con này dưới 30 triệu ha, máy ủi mini, KD1 này bề ngang lam của nó chắc ngăn lam này chắc phải hơn 1m2, 4, 6, 8, 10, 12, này 1m2 các bạn. Điện ngăn lam nó 1m2 á. 1m2. Rồi. Đây có hai máy xúc gặt lúa ha. Hai máy gặt lúa. Này giá có 20 mấy triệu thôi các bạn nha. Mấy triệu một cái nha. Một chín một đường gạt 1m9 chín tấc hả, gạt 9 tấc đường gạt chắc cỡ đó, 9 tấc. Cái này 20 mấy triệu thôi các bạn nha. Rồi và tiếp theo nữa, đây là một con máy gặt Kubota mini. Con này rẻ nữa. Rồi bạn nào có nhu cầu thì cứ alo theo số điện thoại mình bỏ trong phần mô tả video ha. Con này cũng mét mốt luôn. Trong phần mô tả video các bạn nha. Rồi mến chào các bạn. Các bạn bấm vào xem thêm. Các bạn sẽ thấy trong đó có phần mô tả video ha. Thì có phần mô tả video thì các bạn bấm vào đó thì sẽ đi tới cái phần bấm vào chữ xem thêm trên cái tiêu đề á, thì sẽ vào phần mô tả video và vào trong đó thì các bạn lấy số điện thoại các bạn mua ha các bạn ha, giá rất là rẻ luôn á các bạn, không có mắc đâu. Rồi mến chào các bạn.